Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review thế giới đồng hồ. Thì ngày hôm nay sẽ không phải là chuyên mục review như mọi ngày nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua một phần thú vị hơn, đó chính là talk show về Garmin Fenix 7. Và mình rất vui sẽ được đồng hành cùng với anh Minh Anh, đang là coach tại Garmin. Em chào anh ạ. Chào anh, chào các anh chị. Mình là Trần Đình Minh Anh, chuyên gia đào tạo sản phẩm tại Garmin. Ngoài ra mình còn là vận động viên ba môn phối hợp phong trào. Mình có chứng chỉ về dinh dưỡng và huấn luyện viên. Thì hôm nay rất vui được có mặt tại kênh Thế Giới Đồng Hồ để chia sẻ về sản phẩm Garmin Fenix 7 đến tất cả các anh chị. Vâng, vậy thì em hy vọng là hôm nay em và anh Minh Anh sẽ cùng nhau chia sẻ những thông tin thú vị về chiếc Garmin Fenix 7 này đến với khán giả của kênh Thế Giới Đồng Hồ nhé. Bắt đầu nào. Anh Minh Anh ơi, theo em được biết á, thì dòng Fenix 7 của Garmin là một trong những dòng đồng hồ cao cấp nhất tại Garmin đúng không anh? Nếu xét về giá thành thì Garmin Fenix 7 chưa phải là những chiếc đồng hồ có giá đắt nhất của Garmin. Nhưng nếu xét về tính năng thì tại thời điểm Garmin ra mắt cách đây vài tháng là chiếc Fenix 7 series này có đầy đủ tính năng mới nhất, công nghệ mới nhất của Garmin. Dạ, vậy thì cái chiếc Fenix 7 này nó chỉ có riêng một cái phiên bản này thôi hay là nó có nhiều phiên bản khác nữa anh? Ngay trong cái tên thì anh có thể thấy là gọi là Garmin Fenix 7 Series. Tức là trong cái Garmin Fenix 7 Series này sẽ có vài sự lựa chọn cho các anh chị. Đầu tiên là mình sẽ có Fenix 7 S là dành cho nữ và nam có cổ tay nhỏ. Fenix 7 thì cái kích thước nó vừa phải hơn, thì cả nam và nữ đều có thể cân nhắc lựa chọn được. Và cuối cùng là Fenix 7 X là cái đồng hồ nó có mặt kính nó to hơn nữa, thì sẽ dành cho những anh nam có cổ tay lớn. Vật liệu cấu thành lên nó thì mọi người có thể chọn rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Có thể là bản tiêu chuẩn hoặc là bản Sapphire Solar, tức là mặt kính Sapphire có cái tấm nền sạc năng lượng mặt trời ở ngay phía dưới. Ngoài ra thì còn có thêm phiên bản là dây đeo kim loại cao cấp dành cho nhiều mục đích khác nhau. Mình có thể đi tập thì mình mang dây silicone, khi đi làm, khi đi gặp gỡ đối tác mình sẽ chọn dây kim loại hoặc là dây da. Fenix 7 nó có nhiều cái phiên bản khác đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì khi mà em lên trên web của hãng á, thì em thấy là cái chiếc Garmin Fenix 7 này có một câu slogan rất là hay, đó là phá vỡ vòng lặp mỗi tuần. Vậy thì không biết là anh có thể giúp em giải thích cái câu slogan này để cho em hiểu thêm được không ạ? Thì Garmin Fenix 7 thì ở ngay số 7, đó là cái đời thứ 7 của dòng Fenix Series. Phá vỡ vòng lặp mỗi tuần thì một tuần chúng ta có 7 ngày. Thì cái ý nghĩa mà Garmin muốn truyền tải tới ở đây là trong cái sản phẩm Garmin Fenix 7 Series mình sẽ có những cái tính năng như sau, nổi bật như sau. Người dùng thì có thể lựa chọn lên tới 40 môn thể thao khác nhau, từ trong nhà như gym, yoga, pilates cho đến ngoài trời như bơi, đạp xe, chạy bộ, đánh golf. Theo dõi sức khỏe là 24/7, thì gồm theo dõi nhịp tim công nghệ đời thứ tư, theo dõi nhịp thở, nồng độ oxy trong máu, đo lường cái mức độ căng thẳng của cơ thể, năng lượng cơ thể. Thời lượng pin ấn tượng là đối với Fenix 7 S như mọi người thấy ở đây thì là tối thiểu là mình đã có tới 14 ngày mới phải sạc lại một lần, trong khi phiên bản Fenix 7 X thì lên tới 21 ngày mới phải sạc, là 3 tuần. Và đối với những phiên bản mà có thêm cái tấm nền sạc năng lượng mặt trời có thể lên tới 28 ngày, 4 tuần mình mới cần phải sạc ở chế độ là smartwatch. Ngoài ra thì sẽ còn cái định vị đa băng tần, đa vệ tinh, kết nối cùng một lúc nhiều vệ tinh định vị trên bầu trên không gian. Và cái thứ hai nữa là kết nối với nhiều băng thông hơn, thì cho phép là kết nối nhanh, chuẩn, đo lường kết quả tập luyện nó chính xác. Và cuối cùng là thiết kế chuẩn quân đội, chịu được rất là nhiều cái va đập khác nhau, chịu được cái nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau, từ âm 20 độ cho tới 60, 70 độ đồng hồ vẫn hoạt động bình thường. Thì với rất là nhiều cái tính năng như thế, Garmin mong muốn mang đến người dùng cái sự trải nghiệm đa dạng, không lặp lại mỗi ngày mỗi tuần, thì ý nghĩa của việc phá vỡ vòng lặp là như thế. Ra là như vậy, tại vì cái chiếc Garmin này nó có rất là nhiều môn thể thao nên đúng, là chúng ta có thể thay đổi mỗi ngày đúng không anh? Chính xác. Dạ vâng. Theo những gì mà em nghiên cứu được thì chiếc Garmin Fenix 7 này có rất nhiều tính năng đặc biệt như lúc nãy anh cũng nói luôn. Thì không biết là anh có thể chọn ra 5 đặc điểm nổi bật nhất trên chiếc Garmin Fenix 7 này để mà chia sẻ với mọi người được không ạ? Mình sẽ chia sẻ là 5 cái đặc điểm nổi bật của Fenix 7 so với Fenix 6 là phiên bản tiền nhiệm. Thì đầu tiên là cái màn hình cảm ứng, cho phép là mình tương tác với lại cái
đồng hồ dễ hơn. Với một người mới hoàn toàn thì cái cách sử dụng nó sẽ dễ hơn. Thay vì là lúc trước là mình chỉ thực hiện tất cả các tác vụ ngay trên 5 phím bấm vật lý này. Ngoài ra thì khi xem bản đồ trên Garmin Fenix 7 á, thì mình zoom in zoom out cái bản đồ nó dễ hơn. Giống như là mình tương tác cái bản đồ Google Maps trên điện thoại di động vậy. Ngoài ra cái tính năng thứ hai là công nghệ sạc năng lượng mặt trời. Nó cho phép là cái tốc độ tiêu hao pin khi mà mình hoạt động ngoài trời nó chậm hơn so với thông thường. Tiếp theo nữa là cái cảm biến nhịp tim đời thứ tư là ở đây. Với cái cảm biến nhịp tim đời thứ tư này là mới nhất trên cái tất cả các smartwatch mới nhất của kể cả gồm của cửa hàng khác luôn, thì nó sẽ đo lường cái sức khỏe của mình nó chuẩn chỉnh hơn. Cái thứ hai nữa là trong lúc tập luyện, nếu mà ai đó tập luyện theo nhịp tim thì cái việc theo dõi sức khỏe lúc đó nó cũng chính xác hơn, kết quả tập luyện chính xác hơn. Tiếp theo là cái kết nối đa băng tần đa vệ tinh mà lúc nãy mình có nhắc tới. Và cuối cùng là Fenix 7 X sẽ có cái đèn flash. Thì với cái đèn flash này khi mà mình chạy trong đêm á, nó sẽ rất là tiện lợi là người khác sẽ nhìn thấy mình. Các anh chị sống ở Việt Nam mình cũng biết là khi mà mình chạy ban đêm ở trong thành phố thì sẽ không có cái làn đường dành riêng cho mình, lề đường cũng không phục vụ cho người đi bộ, thì mình cần phải có một cái gì đó để đảm bảo an toàn cho mình trong lúc mà chạy ban đêm. Ngoài ra là khi mà mình chạy ở những cái khu vực hoang vu hay là trong rừng buổi tối, người khác sẽ nhìn thấy mình từ rất xa, và khi cần hỗ trợ thì cái đèn flash này có thể sẽ bật sang cái chế độ là báo đèn SOS để cần hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên mà em thấy chưa một chiếc đồng hồ có cái đèn flash như là kiểu trên smartwatch vậy á, trên smartphone vậy á. Vâng, thì em hơi thích cái tính năng này trên Fenix 7X rồi nha. Thì là không biết á, anh có thể ưu ái chọn ra một đặc điểm nổi bật nhất trên chiếc Fenix 7 mà anh thích nhất được không? Ok, thì đối với Ân á, thì Ân là thích cái đèn flash. Dạ đúng rồi. Sẽ rất là nhiều khách hàng họ thích cái màn hình cảm ứng. Còn đối với cá nhân mình thì mình rất là quan tâm đến cái sức khỏe hàng ngày và sức khỏe khi mà tập luyện, thì cái cảm biến nhịp tim đời thứ tư là cái yếu tố mà mình thích nhất. Lý do là theo dõi sức khỏe hàng ngày nó chuẩn chỉnh lúc mình thức, lúc mình đi làm, lúc mình ngủ và lúc tập luyện nữa. Vậy thì em cũng thấy cái tính năng cái đo nhịp tim này nó cũng rất là cần thiết, đặc biệt là những bạn nào mà chơi thể thao giống như anh như vậy á, thì khi mà mình theo dõi cái nhịp tim á, nó sẽ giúp cho mình luyện tập thể thao được tốt hơn. Vậy thì thêm một điểm nữa mà em cũng thấy rất là đặc biệt trên những chiếc smartwatch của Garmin, đó chính là Garmin họ rất là ưu ái sử dụng màn hình MIB cho smartwatch của họ. Thì theo như em tra Google được ấy, thì màn hình MIB thì nó sẽ giúp hiển thị tối ưu hóa khi mà mình hoạt động ngoài trời, nó giúp hiển thị tốt hơn. Thay vì những cái hãng khác người ta sử dụng những như là màn hình AMOLED hoặc là màn hình OLED á, thì không biết là ngoài cái đặc điểm đó ra, ngoài cái tính năng đó ra, thì không biết là còn cái tính năng đặc biệt gì khác để mà Garmin có thể ưu ái sử dụng màn hình MIB cho smartwatch của mình đúng không ạ? Lý do của màn hình MIP thì các anh chị có thể thấy là cái màn hình nó sẽ không đạt được cái độ sặc sỡ như là màn hình AMOLED. Nhưng mà đổi lại, khi mà mình xem dưới cái điều kiện thời tiết là nắng chói thì mình vẫn đọc được cái thông số trên này nó rất là rõ ràng. Ngoài ra, màn hình MIP sẽ giúp cho việc hết pin nó chậm hơn. Đa số các màn hình mà sử dụng AMOLED thì thời lượng pin nó chỉ được một ngày cho đến vài ngày tùy hãng. Còn đối với màn hình MIP sẽ được nhiều ngày hơn, có khi như đối với Fenix 7 là có khi lên tới 20 mấy ngày như lúc nãy mình có chia sẻ. Thì cái yếu tố thứ hai nữa là đặc trưng của cái Fenix 7 là dành cho các hoạt động thể thao ngoài trời là nhiều. Do đó thì cái màn hình MIP nó cũng góp phần làm cho tăng lên cái tính gọi là cái độ mạnh mẽ, độ xù xì của chiếc đồng hồ Fenix 7. Ra đó là hai cái lý do mà để cho mình ưu ái cái màn hình MIP đúng không anh? Vậy thì là nãy giờ là mình nói về cái phần thiết kế nhiều rồi. Bây giờ mình đến với cái phần mà thế mạnh của chiếc Garmin Fenix 7 này nha. Kiểu như là cái tính năng của nó. Thì anh có thể chia sẻ cho em một vài kiểu cái thế mạnh đặc biệt của Garmin Fenix 7 được không ạ? Ý em hỏi là trong tập luyện với lại theo dõi sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Câu hỏi này thì nó khá là rộng để trả lời. Thì ở đây với vai trò là một người đi làm hàng ngày, mình cũng là những người quan tâm sức khỏe, mình cũng là người tập luyện thể thao, mình cũng có huấn luyện người khác, thì ở đây mình sẽ ví dụ về một cái tính năng nổi bật. Vì mỗi người khi mà sử dụng đồng hồ Garmin thì sẽ có những cái mục đích khác nhau. Có những người sử dụng vì sức khỏe chỉ, hoặc là tập những cái môn trong nhà thôi, hoặc là chỉ để đi làm
hoặc là chơi nhiều môn thể thao khác nhau nhưng mà cũng không phải là đặc trưng một môn, chuyên một môn á. Thì ví dụ mình nãy giờ mình có nhắc nhiều đến công nghệ nhịp tim đời thứ tư, thì nó sẽ cho phép hiển thị cái trạng thái sức khỏe hàng ngày và kể cả khi tập luyện nó chính xác hơn. Đối với việc theo dõi sức khỏe á, thì nhịp tim hàng ngày và khi đi ngủ rất quan trọng. Đây là những cái chỉ số mà mình thường sẽ để ý khi mà mình vừa xem chiếc đồng hồ. Và cái thứ hai nữa là có thêm cái phần là cảnh báo cái nhịp tim cao bất thường hoặc thấp bất thường, thì lúc đó đồng hồ cũng sẽ thông báo những cái thông tin để nhắc nhở mình là nên nghỉ ngơi hay là nên hạn chế tập luyện. Ngoài ra thì theo dõi các chỉ số như là nồng độ oxy trong máu, nhịp thở cộng với cái công nghệ đo nhịp tim vừa rồi, là đồng hồ Garmin sẽ có đủ cái cơ sở dữ liệu để mà đánh giá về cái sức khỏe hiện tại của người dùng, đưa ra những cái thông số khác như là mức độ stress, năng lượng cơ thể. Còn đối với trong tập luyện á, thì chủ yếu là các môn thể thao sức bền, gồm cả sức mạnh luôn. Thì nhiều người khi mà mới tập luyện thể thao á, thì họ sẽ có thêm các lựa chọn về tập luyện các môn theo nhịp tim và biết được rằng là cái ngưỡng nhịp tim nào là phù hợp với lại cái thể trạng của mình. Đồng hồ Garmin cũng sẽ có gợi ý. Thì khi mà mình tập luyện ở đúng cái cường độ sức khỏe á, thì nó sẽ đạt hiệu quả về là tăng cường sức khỏe. Tại vì nhiều người nhiều khi không biết rằng là nhiều khi tập mà gọi là cảm thấy tại sao tôi tập nhanh mệt vậy, thì là đó là do là vì họ tập quá sức quá nhanh. Còn khi mà họ tập đúng với cái ngưỡng của mình thì có thể duy trì được cái thời gian lâu hơn mà nó đạt đúng cái mức độ rằng là tập luyện tim mạch đó, hay là các anh chị mà hay tập trong phòng gym sẽ thấy là tập cardio đó. Thì đó là những cái sẽ giúp cho mình theo dõi được. Và cuối cùng là các thuật toán và các công nghệ của Fenix 7 thì đều được mới nhất là đều được Garmin đưa vào. Thì từ đó là sẽ đánh giá luôn là cái kết quả của bài tập vừa rồi nó như thế nào, hiệu suất của nó tốt hay chưa, những ngày tiếp theo là mình cần nghỉ ngơi ở bao nhiêu lâu á, rồi đưa ra gợi ý cho những cái bài tập cho những ngày tiếp theo. Hay đúng không anh? Toàn diện. Rất là toàn diện luôn. Thì á, khi mà em đeo cái đồng hồ, khi mà kiểu như có một đợt em được trải nghiệm Garmin Fenix 7 à, thì khi mà em đeo ra ngoài đường á, thì có một vài anh chị hỏi em là ủa em cũng đeo Garmin hả, em có tập luyện thể thao không? Thế xong em cũng kiểu em bất ngờ lắm anh, kiểu là ôi tại sao cái Garmin này nó lại nổi tiếng với lại kiểu những người mà người ta chuyên luyện tập thể thao anh. Anh có thể đưa ra một kiểu một vài cái lý do mà tại sao lại là kiểu những người nào mà kiểu người ta quan tâm tới luyện tập thể thao chuyên nghiệp cũng như là người ta chơi thể thao chuyên nghiệp á, thì người ta thường quan tâm tới đồng hồ Garmin nhiều hơn không ạ? Thực tế thì bản thân mình ví dụ như đi đến một nơi nào đó thì mình cũng hay để ý là đồng hồ người ta đeo là cái gì. Thì khi mà mình nhìn thấy là họ đeo đồng hồ giống mình thì biết à người này cũng có chơi thể thao nè. Thì đó là cái đặc trưng của đồng hồ Garmin. Thì thêm một cái ưu điểm nữa của Garmin là các sản phẩm của Garmin sẽ có rất là nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm những người ít tập luyện thể thao, chỉ chuyên đi làm văn phòng, những người chỉ tập thể thao trong nhà, những người đam mê một môn thể thao thực sự ngoài trời thật sự nào đó, và kể cả là vận động viên chuyên nghiệp cũng sử dụng đồng hồ Garmin. Các sản phẩm Garmin là đạt được cái độ chính xác về các thông số hiển thị khi tập luyện, thì nó là một cái cơ sở cực kỳ quan trọng đối với những người chơi thể thao. Và đối với vận động viên chuyên nghiệp thì các thông số này lại càng quan trọng hơn. Khi mà có những cái thông số này, họ xem lại được cái quá trình phát triển, những cái quá trình tăng về cái hiệu suất tập luyện của mình theo thời gian. Huấn luyện viên cũng có cơ sở để nhìn vào, thay vì là mọi người sử dụng là tập luyện dựa theo cảm nhận. Hôm nay tôi tập mệt quá, tôi chạy nhanh hơn hôm trước, nhưng mà nhanh hơn bao nhiêu, nhanh như thế nào, chạy xa được bao nhiêu, chạy xa được bao lâu, thì phải cần một thiết bị công nghệ để đo lường cái việc này. Giống như là khi mà mình sử dụng cái đồng hồ Garmin để mà tập luyện á, thì nó sẽ có những cái thông số nó rõ ràng hơn, giúp cho mình dễ dàng quan sát hơn. Chính đúng xác. Không anh? À, đó là cái gì cũng cần số liệu mà. Đúng, ra đó là cái lý do mà tại sao những người mà người ta đi theo cái con đường tập luyện thể thao chuyên nghiệp là người ta chơi thể thao nhiều á, thì người ta sẽ quan tâm đến đồng hồ Garmin nhiều hơn. Ngoài ra thì Garmin còn nổi tiếng về định vị mà. Đó là lý do những môn thể thao ngoài trời rất là được nhiều người đón nhận và lựa chọn Garmin đầu tiên. Dạ vâng. Vậy thì theo anh á, thì những người nào sẽ phù hợp để mà lựa chọn chiếc Garmin Fenix 7 này? Kiểu như họ sẽ có nhu cầu như thế nào á? Đầu tiên là những người đam mê những cái môn thể thao ngoài trời. Họ thích một cái sản phẩm gọi là có độ bền cao nhất đối với một chiếc smartwatch. Chơi được nhiều môn thể thao, thông số thể hiện chính xác, pin lâu,
thay vì là chỉ có vài ngày phải sạc, thậm chí là một ngày. Đúng, em thích cái vụ pin lâu này. Ngoài ra nữa, những người mà sẵn sàng bỏ một số tiền ra để đầu tư, tại vì đối với một chiếc Phoenix 7 mặt kính Sapphire có công nghệ sạc năng lượng mặt trời thì cái tầm giá nó cũng rơi vào khoảng 1.000 đô. Đó là một cái chi phí mà tính ra cũng rất là cao đối với một chiếc đồng hồ, kể cả là những người sinh sống ở các quốc gia phát triển. Và cái thứ hai nữa, lý do để nên chọn Phoenix 7 là vì Phoenix 7 ra sau Phoenix 6 hơn 2 năm. Thì rõ ràng là công nghệ là những thứ mà thay đổi một hàng ngày hàng giờ, thậm chí ở đây là lên tới 2 năm. Mà chắc là chắn là các rất là nhiều anh chị biết được rằng là có một số hãng điện thoại là họ ra cái đời mỗi năm họ ra một lần, mà cũng rất là nhiều người đón nhận, sẵn sàng xếp hàng dài để mua. Đúng là kiểu khi mà mình đã chơi công nghệ rồi, thì mình luôn luôn muốn đầu tư cho nó, đúng không anh? Chính xác. Dạ vâng. Thì giống như là nãy giờ anh em mình chia sẻ là chiếc Garmin Phoenix 7 này có rất là nhiều tính năng rồi. Vậy thì không biết là có cách nào để giống như là cho em cũng như là những bạn khán giả mà đang chuẩn bị mua Garmin Phoenix 7 hoặc là đang sở hữu một chiếc Garmin Phoenix 7 có thể tối ưu hóa cũng như là tận dụng được hết các tính năng trên chiếc đồng hồ này không ạ? Sẽ là dựa theo nhu cầu của mỗi người. Yeah. Ví dụ như Ân là người đi làm văn phòng mỗi ngày. Yeah, đúng. Thì cái mà em sẽ quan tâm đó là một là theo dõi về sức khỏe. Yeah. Thứ hai là khi em cần chơi một môn thể thao nào đó, em có sẵn những môn đó ngay trên chính cái đồng hồ này. Ví dụ như em có thể vào phòng gym để em tập những cái bài trong phòng gym. Yeah. Lâu lâu em đi bộ hoặc là em chạy bộ ngoài trời với bạn bè. Yeah. Thì em sẽ theo dõi về phần chạy bộ và đo lường cái kết quả chạy bộ đó lưu lại. Lâu lâu mình xem lại hoặc là mình post Facebook mình khoe chứng tỏ hôm nay mình có tập luyện. Dạ rồi. Đúng không? Dạ đúng. Còn yeah, đối với như anh á là một người vừa đi làm văn phòng. Yeah. Có tập luyện thể thao gọi là một cách rất là nghiêm túc. Yeah. Và cái thứ hai nữa thì đôi khi là có đi huấn luyện người khác. Và mình sử dụng Garmin gọi là hàng ngày luôn á. Yeah. Kể cả lúc đi ngủ anh cũng mang. Yeah. Để đo lường cái chất lượng giấc ngủ, để đồng hồ đưa ra cái lời khuyên để mà cải thiện giấc ngủ nếu mà ngày hôm đó mình ngủ chưa tốt. Dạ, dạ rồi. Thì em cũng đã có cái thời gian được trải nghiệm cái mẫu Garmin Phoenix 7 này rồi. Thì nó có hai cái chỉ số mà em khá là thắc mắc. Cái chỉ số đầu tiên là Pulse Ox, đúng không anh? Em đọc đúng không anh? Hay là Pulse Ox? À, Pulse Ox. Anh cũng không chắc là mình đọc đúng đâu. Dạ. Thì không biết là cái chỉ số này nó có khác gì so với SpO2 hay là VO2 Smart không anh? Đầu tiên là Pulse Ox và SpO2 thì nó chỉ là cách gọi khác nhau thôi, là nồng độ oxy trong máu hay là độ bão hòa oxy trong máu. Ý nghĩa thì là giống nhau. Thì đây là cái chỉ số thể hiện cái tỷ lệ oxy có trong mỗi cái phân tử hemoglobin trong máu. Thì vì là máu chảy trong cơ thể mình rồi đi đến các cơ quan thì máu có vận chuyển oxy đến các cơ quan giúp cho các cơ quan hoạt động một cách ổn định và đúng chức năng. Thì đối với một người khỏe mạnh á, thì cái nồng độ oxy trong máu đạt từ 94% trở lên là tốt, càng cao càng tốt. Còn dưới 94% thì mình nên chú ý lắng nghe cơ thể của mình. Còn dưới 90% thì sẽ là ở một cái ngưỡng gọi là rất cần chú ý, cần hơn cả mức đó. Có khi là cần phải có sự hỗ trợ của bác sĩ hay là nhân viên y tế ở bên cạnh mình. Còn cái chỉ số VO2 Max á thì kiểu như là mọi người sẽ có một cái chỉ số VO2 Max giống nhau hay là sao anh? Từ từ, phải quay lại về cái nồng độ oxy trong máu. Những cái chỉ số đó thì ngoài cái sẽ có rất là nhiều anh chị thắc mắc rằng là chỉ số này trên những chiếc đồng hồ thông minh thì đo lường nó có chính xác không? Thì rõ ràng sẽ không chính xác bằng những cái thiết bị chuyên dụng ở các bệnh viện hay là các phòng khám. Thì các cái chỉ số mà hiển thị trên đồng hồ thông minh á là mang tính tham khảo. Nó chỉ thể hiện đúng nhất khi mà mình mang đi ngủ và sáng hôm sau mình xem lại. Còn thông thường thì nó sẽ bị dễ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là cổ tay của mình mang đồng hồ nó không có chặt. Về cái yếu tố sắc tố da, da càng tối màu thì cái việc ánh sáng chiếu qua cái da để đo lường cái chỉ số này nó cũng giảm đi chính xác đi một tí. Hoặc là những bạn nào mà có hình xăm ngay cổ tay khi mà mình đeo lên thì cũng làm cản cái ánh sáng đo lường cái chỉ số SpO2 này. Dạ, còn cái VO2 max. VO2 max. Dạ. Là cái khả năng mà cơ thể hấp thu oxy, vận chuyển oxy đến các cơ quan và chuyển đổi cái oxy này thành năng lượng. Đây cũng là một cái chỉ số là để đánh giá cái sự hiệu quả trong tập luyện thể thao của một người.
chỉ số này không dùng để so sánh giữa người này với người kia. Tức là hai người có cùng chỉ số VO2 max bằng nhau không có nghĩa là họ sẽ chạy bằng nhau. Sẽ có người chạy nhanh hơn, chạy chậm hơn. Nó dùng để đo lường chính bản thân mình thôi, thể hiện cái quá trình tập luyện của mình nó đã hiệu quả chưa. Và khi mà nhìn lại vài tháng, 6 tháng, 1 năm, chỉ số VO2 max của mình tăng, chứng tỏ là mình đã tập luyện được tốt hơn, mình có thể chạy được nhanh hơn, có thể chạy được xa hơn. Vậy là cái chỉ số VO2 max này là nó tùy thể trạng của mỗi người đúng không ạ? Ừ, nó sẽ phụ thuộc nhiều vào thể trạng, ở đây gồm tuổi, giới tính, cái những cái bài tập của họ như thế nào, chuyên về tốc độ hay chuyên về đường dài, nó cũng ảnh hưởng. Vâng, vậy thì cái chỉ số thứ hai mà em muốn hỏi anh đó chính là chỉ số Real Stamina. Thì cái tên tiếng Việt của nó là sức bền theo thời gian thực. Thì đối với một người mới nghe em á thì cái định nghĩa cái này nó hơi bị mông lung á. Thì không biết anh có một cái ví dụ nào là kiểu có một cái gì đó có thể giúp em hiểu rõ hơn cái chỉ số Real Stamina này được không ạ? Đây là một cái tính năng mới của đồng hồ Garmin Fenix 7 Series. Đúng như cái tên gọi của nó sẽ thể hiện rằng là cái sức bền hiện tại của mình có thể chạy được quãng đường bao nhiêu. Và cái chỉ số này sẽ được kích hoạt khi có đủ dữ liệu tập luyện trước đó của mình trong hơn một tuần. Và mình phải tập tối thiểu một tuần 3 buổi chạy. Và dựa theo cái sức khỏe hàng ngày của mình thì nó sẽ thể hiện cái sức bền thật của mình có thể chạy trong cái ngày hôm đó khi mà mình chuẩn bị bắt đầu chạy. Và em có thể test thử cái tính năng đó bằng cách rằng là ví dụ đồng hồ gợi ý là hôm nay mình chạy được 10 cây. Nghĩa là có thể chạy được 10 cây. Thì mình thử chạy 10 cây với đúng cái tốc độ mà mình vẫn chạy như trước đây. Thì sau khi cái thanh đó nó cạn xuống 10 cây thì xem thử bản thân mình có còn muốn chạy được nữa không. Hoặc là mình sẽ chạy rất nhanh trong 1-2 cây đầu. Thì cái thanh năng lượng nó cũng sẽ tuột rất nhanh. Thì nếu mà mình vẫn tiếp tục làm như vậy thì cái thanh năng lượng nó cạn về không thì cơ thể mình cũng thực sự sẽ cảm thấy rằng là mình không có thể tiếp tục chạy được nữa. Muốn cái thanh năng lượng này nó hồi lại á, thanh thể lực này hồi lại á, thì mình sẽ có thể là đi bộ hoặc là mình chậm lại. Nó cũng dựa theo cái thể trạng của mình tại thời điểm đó để biết là mình có thể chạy được như thế nào, bao nhiêu cây. Vậy thì kiểu giống như là vậy thì theo em hiểu nha, là cái Real Stamina này nó sẽ kiểu là nó đưa ra cái gợi ý là mình nên chạy bao nhiêu km, đúng rồi, như thế nào trong ngày hôm chính đó. Xác không có chạy như thế nào, chỉ là nên có thể chạy được bao xa. Ví dụ như là hôm đó cái đồng hồ của em nó bảo em là nên chạy tầm 10 cây, ví dụ em chạy hơn 10 cây, 11 cây thì nó sẽ như thế nào ạ? Vẫn bình thường. Tức là có thể cái thanh nó cạn nhưng mà em có thể xem thử là với 10 cây đầu cộng với một số cái cây phía sau mà mình cộng thêm đó thì cái tốc độ nó có khác nhau không? Cũng như là cái có bị giảm không? Đúng rồi. Tất nhiên rằng là không đến nỗi rồi, là sau khi hết 10 cây đó là mình không thể nào làm gì được tiếp theo. Mình vẫn có thể chạy được nhưng mà bảo là hỏi là để chạy nhanh như trước có được không? Hoặc là có thể nhanh hơn nữa được không? Ví dụ thế. Còn để đi bộ thêm mấy cây thì bình thường. Vậy thì theo em thấy á, là những người mà chịu đầu tư cho mình một chiếc Garmin như thế này thì ắt hẳn là kiểu họ cũng sẽ quan tâm tới cái việc luyện tập thể thao cũng như là họ muốn luyện tập thể thao chuyên nghiệp đúng không ạ? Vậy thì tuy nhiên với một người mới bắt đầu như em á thì sẽ không biết phải bắt đầu luyện tập như thế nào cũng như là không biết phải bắt đầu ăn uống như thế nào để cho hợp lý á. Thì không biết là tại vì anh cũng là một chuyên gia dinh dưỡng cũng như là cũng là coach thì không biết là anh có thể giúp em gợi ý được một cái bài tập nào đó nó phù hợp để cho em giảm cân để chuẩn bị cũng gần tới Tết, sắp tới mùa holiday season rồi. Thì cũng giúp em giảm cân cũng như là những bạn nào mà đang coi kênh Thế Giới Đồng Hồ cũng như là họ quan tâm tới sức khỏe thì họ cũng thể theo cái bài tập này. Anh có thể gợi ý cho em một cái bài tập được không ạ? Thực ra á, sẽ không có một bài tập chung nào dành cho tất cả mọi người. Sẽ có một cái khung để mà mọi người theo thôi. Tại vì nếu mà đã có một bài tập chung mà rất nhiều người có thể theo được thì các PT hay các coach là sẽ thất nghiệp hết. Đúng không? Dạ đúng, cái này nó tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Chính xác. Tất nhiên sẽ có những cái như lúc nãy mình nói là nó sẽ có một cái khung. Mà khi mà mọi người tuân thủ được cái khung này á thì đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên á là việc nói về dinh dưỡng nha. Thì sẽ là mình sẽ có được cái việc là nạp những cái nguồn thức ăn nó lành mạnh thì cơ thể mình sẽ khỏe. Khỏe thì sẽ ít bệnh, có sức khỏe để tập luyện, có sức khỏe để làm việc. Rồi, nói về tập luyện thì ví dụ như trong chạy bộ, đồng hồ Garmin có một cái tính năng đó gọi là Garmin Coach. Mình sẽ có thể đưa ra cái yêu cầu là mình muốn chạy, ví dụ như 3 tháng tới mình muốn chạy bao nhiêu cây, 5 cây, 10 cây, 21 cây, 42 cây, với thời gian bao nhiêu, một ngày, trong một tuần thì mình có thể tập được bao nhiêu ngày.
thì cái tính năng Garmin Coach này sẽ đưa ra cái bài tập đúng với cái nguyện vọng của mình và mỗi ngày sẽ nhắc mình chạy như thế nào, khởi động bao lâu, chạy như bao lâu, gọi là cool down, là gọi là giãn cơ, chậm chạy chậm lại bao lâu để mà kết thúc cái bài tập. Đối với trong tập luyện thì với những ai mà không có PT, không có huấn luyện viên đi kèm, không có đồng đội chạy cùng, muốn tự bắt đầu thì có thể bật cái tính năng Garmin Coach này để theo bài chạy. Còn đối với dinh dưỡng á, thì để giảm cân mà nếu mà mình chọn theo chế độ gọi là ăn uống theo dạng là thâm hụt calori, Garmin cũng có cái tính năng là theo dõi cái việc nạp cái thức ăn vào của mình. Buổi sáng mình ăn món gì mình nạp vào, thì tại vì đồng hồ Garmin tính được là một ngày mình cần tối thiểu bao nhiêu calori để mà duy trì những cái hoạt động cơ bản. Và nếu mà mình có chạy bộ thì Garmin cũng tính luôn là cái hoạt động chạy bộ vừa rồi mình tốn bao nhiêu calori, rồi cộng thêm là sẽ biết rằng là tổng cái calori mình cần một ngày. Ví dụ như bình thường một người một ngày là 1800 calori, cộng với chạy 10 cây nữa tốn khoảng 600 calo nữa thì tổng là 2400. Thì nếu mà mình ăn uống vượt qua 2400 thì nó sẽ tích lũy, nó chuyển hóa sang thành mỡ và tăng cân. Mình ăn uống thấp hơn 2400 thì sẽ là giảm cân. Thì đó là về cái cơ chế cơ bản mà đa số mọi người hiểu là vậy. Nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian. Với những bạn nào mà kiểu là không thích cái sự tỉ mỉ, ăn cái gì cũng phải nhập vào, ăn phải đếm uống một cái đó, uống một ly nước ngọt hay ăn một viên kẹo cũng phải nhập vào, nó rất là nó thành một cái gì đó nó rất là stress. Dạ đúng. Thì đối với mình á thì mình thường đưa ra cái lời khuyên về cách lựa chọn thức ăn thôi. Dạ. Mọi người có thể ăn nhiều cũng được. Dạ. Nhưng mà đổi lại là nhớ đi tập. Nhưng mà ít nhất rằng là giống như là mình là xe máy mình đổ xăng vậy á. Dạ. Mọi người đều là chọn xăng là xăng tốt. Dạ, đúng. Thì giống như vậy, ăn mình cũng phải ăn đồ ăn lành mạnh. Dạ, đúng. Nếu mà muốn nghe gợi ý thì mình cũng vẫn có thể chia sẻ được. Thì ở đây cũng có liệt kê ra một ít rồi. Không biết là Ân và các bạn có muốn nghe không? Dạ, có chứ. Có luôn hả? Dạ, có, em đợi cái này thôi đó. Dạ. Thì đa số thì mình sẽ chia sẻ là đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên là không nạp các chất đường không lành mạnh như là bánh kẹo, nước ngọt, nước ép, nước đóng chai, trà sữa, kem. Vì một ly trà sữa thì có lượng calorie bằng với một tô phở rồi. Mọi người hay nghĩ rằng là uống ly trà sữa không sao đâu, hoặc là ăn thêm một cái miếng gì nhỏ nhỏ, ăn miếng chắc không sao đâu. Đó là cái câu nói mà ai cũng tự thầm nhủ trước khi ăn. Và nhưng mà những cái nhỏ đó cộng lại nó sẽ thành một cái lớn. Theo tuần, theo tháng, theo năm. Ăn tinh bột thì ưu tiên chọn các loại gạo trắng mà loại tốt. Gạo lứt, khoai lang, bánh mì đen, spaghetti, bắp, bánh trứng, đậu, yến mạch. Không ăn thực phẩm đóng hộp sẵn, thịt hộp, mì gói, lạp xưởng, đồ ăn chiên xào nhiều như khoai tây chiên ví dụ vậy. Hoặc là mấy cái bịch snack đó. Không ăn trái cây ngọt sau mỗi bữa ăn. Ăn nhiều rau xanh. Theo nguyên tắc bàn tay. Nguyên tắc bàn tay là sao anh? Nguyên tắc bàn tay tức là ví dụ như tinh bột ở Nam nha. Sẽ ăn khoảng từng này. Thịt thì sẽ ăn từng này. Rau xanh sẽ ăn từng này. Chất béo rồi sẽ ăn từng này. Cái này em mới biết nha. Vậy thì em hy vọng là những cái mà anh Vân Anh vừa nói cũng sẽ giúp cho các bạn khán giả có thể có được một cái chế độ ăn uống nó healthy hơn. Giúp cho mọi người có thể luyện tập được tốt hơn ha anh. Vậy thì bây giờ chúng ta bước tới một cái tính năng khác của Garmin Fenix 7 nha. Thì giống như hồi nãy mình có chia sẻ là cái Garmin Fenix 7 này sẽ có tính năng về GPS cũng như là có cái vệ tinh đa phân tầng đúng không anh? Thì em biết là có nhiều bạn khán giả cũng rất là quan tâm về cái tính năng này trên cái dòng đồng hồ của Garmin. Thì em muốn hỏi anh là anh có thể chia sẻ thêm cho các bạn khán giả cũng như em được biết là cái có những điểm đặc biệt gì trên cái tính năng GPS này của Garmin Fenix 7 không anh? Mọi người hay gọi chung GPS. Thì thực ra GPS là tên một cái công nghệ định vị của Mỹ. Giống như ở Việt Nam mình hay gọi là chạy Honda á, nhưng mà thực ra đó là chạy xe máy, Honda là một cái hãng. Thì GPS là một hãng về thương hiệu về định vị. Ngoài ra thì trên thế giới sẽ có rất là nhiều quốc gia cung cấp cái dịch vụ này, giống như là Galileo của châu Âu, GLONASS của Nga, Baidu của Trung Quốc. Thì cái công nghệ mà định vị đa băng tần, đa vệ tinh của Garmin, tức là cho phép cái đồng hồ Garmin của mình khi hoạt động ngoài trời, nó sẽ kết nối cùng một lúc nhiều cái công nghệ định vị này, cùng một lúc kết nối được với GPS, Galileo hay là GLONASS luôn. Và đa băng tần, tức là ngày xưa chỉ có đường một chiều kết nối giữa đồng hồ với lại các vệ tinh phía trên kia, thì đa băng tần bây giờ nó sẽ nhiều hơn một luồng nữa, thì giúp cho việc kết nối nó nhanh,
chính xác, ổn định. Tại vì ví dụ như là mình chạy bộ ở trong cái trung tâm thành phố mà quá nhiều nhà cao tầng, ví dụ như mình chạy ở Nguyễn Huệ chẳng hạn, thì là ngày xưa nếu mà chỉ kết nối mỗi GPS thôi đó, là khi mình chạy xong là mình sẽ xem lại cái đường chạy của mình nó dễ bị nhiễu. Thì bây giờ khi mà đã kết nối đa băng tần, đa vệ tinh thì nó sẽ ổn định hơn. Hoặc là ở những cái khu vực hoang vu đó, hoặc là trong rừng á, nó cũng tương tự như vậy. Thì khi mà định vị chính xác thì nó sẽ ra kết quả tập chính xác. Nhưng mà đổi lại thì khi mà mình bật hết cái tính năng kết nối đa vệ tinh, đa băng tần thì cái thời lượng pin nó sẽ giảm. Này mình đánh đổi. Không, em nghĩ cái đánh đổi nó cũng xứng đáng anh ha. Vậy thì em thấy là trên cái dòng Garmin Fenix 7 cũng như là những dòng Garmin khác ấy, thì nó có thêm cái tính năng là tính năng trackpad. Đúng không? Vậy thì cái tính năng trackpad này nó có hữu ích gì, kiểu như nó giúp được gì cho mình á? Có những cái tính năng mới về tracking mà gọi là để trải nghiệm những cái con đường mới trên Fenix 7. Thì nó giúp cho mình, ví dụ như mình tới một thành phố mới, em thay vì em phải cầm điện thoại em bật Google Maps, em muốn chạy đến đâu xong em phải dò Google Maps đi về lại, thì tương tự như vậy, thay vì phải cầm theo điện thoại, em chỉ cần mang đồng hồ thôi, em bật cái tính năng bản đồ lên, rồi em cứ chạy thì nó sẽ đánh dấu em từ cái điểm đầu tiên, rồi em chạy tới đâu đó thoải mái luôn, không có cần phải xem đường rẽ trái rẽ phải gì, cứ chạy thoải mái xong bắt đầu xem lại cái giao diện bản đồ ở đây, cứ thế là mình về lại cái điểm mình đã xuất phát thôi. Cái này nó tiện đúng không? Tiện. Mình? Dạ đúng. Chính xác. Tiện khi mà mình kiểu mình bước tới một cái thành phố mới, kiểu mình chưa có thông thuộc đường ấy, thì nó sẽ giúp mình đỡ bị lạc. Đúng rồi. Dạ. Thì có vẻ như là bây giờ chúng ta cũng đã đi qua khá khá về tính năng của Garmin Fenix 7 rồi, nhưng mà em vẫn có một cái thắc mắc nho nhỏ nha. Thì là giống như là mọi người cũng đã biết được hầu hết các tính năng trên cái đồng hồ rồi, kiểu như là từ tính năng theo dõi sức khỏe nè, tập luyện thể thao nè, rồi GPS, rồi tính năng trackpad các kiểu, thì không biết là ở trên cái mẫu đồng hồ này nó còn cái tính năng đặc biệt gì khác mà kiểu ít người biết không anh? Kiểu như là chỉ những người nào mà thật sự kiểu họ rành về cái này thì họ mới biết được không anh? Cũng có vài tính năng gọi là ít người dùng. Ít người dùng. Đúng rồi. Ví dụ như là cái mặt đồng hồ này thì mình có thể tùy chọn, hoặc là mình có thể tự tạo cũng được, hoặc là mình có thể sử dụng ảnh cá nhân của mình để làm cái nền cho cái mặt đồng hồ này. Thì Garmin có một cái app tên là Connect IQ, thì mình có thể tùy biến cái giao diện mặt đồng hồ của mình trên cái ứng dụng đó. Ngoài ra thì với ví dụ như là cái dây đeo này nè, mình có thể thay đổi, gỡ ra rất là nhanh, và mình có thể mua một cái dây đeo màu khác nhau. Thì mỗi ngày mình đi làm, ví dụ như mình tông hôm nay của mình màu đỏ thì mình đổi dây màu đỏ mình đeo, nó hợp tông, rất là tiện. Hoặc là những cái tính năng phụ của những cái đồng hồ như là đo độ cao, la bàn, hướng gió, sức gió, chạy bộ ảo. Cái này thì chắc ít người dùng. Chạy bộ ảo giống như là mình chạy bộ ngoài đường là em biết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ chạy trên máy chạy bộ. Chạy bộ ảo chưa? Chưa. Thì nếu mà mình chỉ chạy bộ trên máy chạy bộ không á, thì nghe nhìn thì nó có vẻ đơn điệu. Nhưng mà khi mà mình bật cái chức năng Virtual Run trên cái đồng hồ Garmin Fenix 7 này, thì nó sẽ có kết nối với một cái app điện thoại tên là Zwift. Thì với cái app đó mình kết nối với nhau bằng Bluetooth. Trên cái app đó thì mình có thể chọn bất kỳ thành phố nào trên thế giới để chạy, nó sẽ mô phỏng cái cảnh ở đó, nhân vật của mình ở trên đó, khi mà mình chạy trên máy chạy bộ hay là chạy ở hành lang chung cư mà năm ngoái giãn cách mà rất là nhiều người chạy bộ ở không có được ra đường á, thì khi mà mình chạy bộ thì cái nhân vật trên cái màn hình đó nó cũng di chuyển theo, hiển thị tốc độ, thời gian, calorie tiêu hao y chang như thế, số bước chân. Thì khi mình chạy xong thì mình sẽ xem được cái kết quả của mình tương tự trên cái ứng dụng đó. Mình có thể rủ bạn bè lên online cùng lúc giống như chơi game gì đó. Xuất hiện ở nhau tại cái thành phố ví dụ như London, Paris gì đấy, mình tới mình chạy. Trên đường chạy sẽ nhìn thấy nhau luôn, rất là nhiều người khác trên thế giới cũng chạy trên một cùng thành phố thì mình sẽ thấy nhau. Thì đó gọi là chạy bộ ảo, và nó một cách kết nối giữa mình và đồng nghiệp ví dụ vậy. Tức là trong công ty có thể rủ nhau rằng chiều nay 4 giờ online chạy chạy ở Paris. Nghe nó cũng khá là hay. Và cái ứng dụng đó là một ứng dụng miễn phí. Nếu mà mỗi người chỉ chạy 10 cây mỗi ngày thôi, chạy nhiều hơn là sẽ trả phí. Nhưng mà 10 cây mỗi ngày cũng là quá nhiều rồi. Đúng rồi, 10 cây em thấy đối với em nó cũng hơi mệt rồi á. Dạ. Ôi, cái tính năng này mới. Cái này nó không mới nhưng mà ít người để ý, tại vì ai cũng hình dung là chạy bộ là phải đi ra ngoài đường hoặc là chạy trên máy chạy bộ thôi. Nhưng mà đây là một cách để mà mình tăng cái mức độ giải trí của môn chạy bộ hơn. Dạ.
Hay anh ha, thay vì kiểu 4 giờ chiều mình bảo là ê, chiều nay đi đánh Liên Minh không, bây giờ ê, 4 giờ chiều nay mình đi chạy ở Paris không, nghe nó healthy đúng rồi, đúng không sao qua New York. Dạ đúng rồi. Với một cái chiếc đồng hồ nhiều tính năng như thế này á, thì anh có thể tiết lộ cái mức giá bán của Garmin Fenix 7 hiện tại là bao nhiêu được không ạ? Fenix 7, 7S, 7X thì có hai cái phiên bản là standard, là bản tiêu chuẩn. Ngoài ra thì sẽ có bản, ở đây là sẽ có cái sạc năng lượng mặt trời. Thì cái giá thành nó sẽ khác nhau. Đối với bản tiêu chuẩn thì tầm giá khoảng 17.490.000. Còn đối với bản Sapphire Solar là vừa mặt kính Sapphire mà vừa có cái tấm nền sạc năng lượng mặt trời ở phía dưới á, là tầm giá khoảng 22.490.000. Còn đối với các anh chị muốn lựa chọn thêm cái tính năng là về dây da hoặc là dây kim loại thì cái sẽ có tầm giá lên đến 23.990.000 hoặc cao hơn. Nó cái giá cao hơn là cái giá của cái dây. Vậy thì mọi người cũng nhớ là Thế Giới Di Động đang kinh doanh chính hãng các mẫu đồng hồ của nhà Garmin với mức giá cũng rất là tốt đấy nha. Nói thật với anh Minh Anh luôn là nhờ cái buổi talk show ngày hôm nay mà em được biết thêm rất là nhiều thứ về chiếc Garmin Fenix 7 này luôn. Tại vì nếu mà bình thường một mình em trải nghiệm thôi thì có khi em không trải nghiệm được hết cái tính năng. Tại vì như hồi nãy lúc nãy anh nói là cái tính năng chạy bộ ảo đó, em thích nha, em thích cái tính năng đó nha. Thì không biết là anh có cảm nghĩ gì về buổi talk show của ngày hôm nay không ạ? Đầu tiên là cảm ơn Ân, cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi chia sẻ về Garmin Fenix 7 Series ngày hôm nay. Thực tế thì với đồng hồ Garmin, rất là nhiều các anh chị, mọi người mới á, thì nhìn vào nó sẽ khá là phức tạp. Nhưng mà thật may mắn là mình đã có cái cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay. Đồng hồ Garmin thì càng về sau thì sẽ càng dễ sử dụng hơn. Vì lý do là vì có cái màn hình cảm ứng á, mình dễ tương tác với cái đồng hồ. Thì cũng rất mong rằng là trong tương lai các anh chị sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, quan tâm nhiều hơn đến tập luyện, quan tâm nhiều hơn đến thời trang, thể hiện cái hình ảnh bản thân mình. Giống như Ân đeo đồng hồ Fenix 7 xong bạn bè nhìn vô bảo rằng là có chạy bộ hả, ví dụ vậy. Nó là một cái gì đó mà khi mà người ta nhìn vào, người ta sẽ nghĩ tới rằng là mình là một người sống năng động, một người sống tích cực. Vậy thì buổi talk show của chúng ta đến đây cũng đã đến hồi kết rồi. Thì một nữa thì em cảm ơn anh Minh Anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đến đây để cùng em chia sẻ những cái thông tin về chiếc Garmin Fenix 7 này đến với các bạn khán giả của kênh Thế Giới Đồng Hồ. Em cảm ơn anh rất là nhiều, rất vui được đồng hành cùng anh trong buổi talk show ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi talk show lần tiếp theo. Hy vọng sẽ được đồng hành cùng anh tiếp. Bye bye mọi người nhé.